thưa quý vị và các bạn hôm nay minh hải miền đông trở lại để gửi tới quý vị các bạn với một câu chuyện vô cùng cay đắng và xót xa đối với một cặp vợ chồng và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay để quý vị lắng nghe bình luận và chia sẻ sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tôi đắm say trong men tình, không còn quan tâm đến chồng nữa. Hôm đó, biết vợ của người tình đi công tác, tôi nảy nỉ được đến nhà anh qua đêm. <laughs> Chồng cũ tôi quá khô khan vô tâm Chỉ biết đến công việc Cuối tháng anh ta đưa cho vợ tiền chi tiêu Vậy là sao nghĩa vụ Chuyện ân ái vợ chồng thưa thớt Tình cảm vợ chồng lạnh nhạt Vậy mà khi tôi hờn giận Thì chồng mắng ngược lại tôi Anh ta bảo rằng Lấy nhau có một mặt con rồi Đâu phải thanh niên mới lớn Mà quấn quýt si mê Chồng bảo tôi Nhàn rỗi quá xin nông nổi còn khuyên tôi kiếm việc gì thêm mà làm. Anh ấy quá bận rộn và mệt mỏi, không còn thiết tha gì nữa. Rồi tôi phải lòng anh trưởng phòng ở công ty đối tác, vừa đẹp trai, tài giỏi lại biết lấy lòng phụ nữ. Khi chúng tôi qua lại với nhau, dù rất bận rộn công việc khi là một trưởng phòng, nhưng anh ấy vẫn có thời gian đi ăn, đi hẹn hò với tôi, còn thường xuyên mua quà tặng. Lúc bấy giờ Tôi mới nhận ra không phải đàn ông vốn vô tâm Mà vì họ thực sự có muốn quan tâm đến mình hay là không Tôi đắm say trong men tỉnh Không còn quan tâm đến chồng nữa Hôm đó biết vợ của người tình đi công tác Thực ra là vì sự đố kỵ của đàn bà Tôi muốn xem anh ấy có sẵn lòng dẫn tôi về tổ ấm của vợ chồng họ hay là không Và tôi vỡ hòa hạnh phúc lẫn đắc thắng khi người tình đã đồng ý Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại không lâu Thì vợ của anh ấy đột ngột trở về Hóa ra là giả vờ đi công tác Rồi lén về bắt ghen Tôi chui vào gầm giường trốn Nhưng trong lòng không mấy lo sợ Vợ anh ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường Lấy được người đàn ông hoàn hảo như anh ấy Thì cố gắng mà giữ còn chẳng ăn ai Làm sao dám đánh ghen ẩm ý Cũng lắm thì tôi chối bay chối biến hoặc hứa hẹn không gặp lại nhau nữa là xong Tất nhiên sau đó chúng tôi sẽ cố gắng kín kẽ hơn Không tới nhà anh ấy nữa là được Nằm trong gầm giường Nghe cuộc nói chuyện của vợ chồng họ Thì đúng như tôi nghĩ Chị ta hoàn toàn lép vế chồng mình Chẳng dám to tiếng lấy một câu Tôi thầm cười khẩy khinh thường người phụ nữ sợ chồng ấy Nếu là tôi Mà chồng ngoại tình thì phải cho anh ta vài cái tát rồi náo loạn gọi gia đình đôi bên đến tới xử tội Làm gì có chuyện chồng ngoại tình mà vợ vẫn phải ăn nói khép nép còn không có dám tách móc nửa lời Đúng lúc ấy tim tôi như chợt ngừng đập Khi nghe được một tiếng gọi ngây thơ và có phần dè dặt cất lên Mẹ ơi mẹ có trong đó không? Chân tay tôi run lẩy bẩy, không còn sức lực Chủ nhân của tiếng gọi ấy không ai khác Chính là cô con gái 4 tuổi của tôi Tôi lóp góp bỏ ra Đầu tóc rối bộ Váy áo sọc sạch Thật là thảm hại trước mặt con bé Con gái nhìn thấy tôi thì vui mừng chạy đến Níu chặt tay mẹ Mẹ ơi Về nhà với con đi Con nhớ mẹ lắm Đêm ấy tôi nói dối chồng là đi công tác Để con lại cho anh trông rồi tới nhà nhân tình họ hẹn Tôi nhìn ra ngoài cửa phòng Chồng tôi đứng đó hướng ánh mắt lạnh lùng Và bình thản về phía tôi Thế nhưng Hành động của anh thì cho thấy rằng Anh đang phẫn nộ tột cùng Và sẵn sàng trả thù tôi bằng những cách tàn nhẫn nhất Hẳn vợ người tình báo cho chồng tôi Và họ bàn bạc với nhau từ trước Có thể tôi sai Nhưng con gái tôi có đáng phải chứng kiến những điều này nó còn quá nhỏ và ngây thơ chưa hiểu chuyện nó cũng là con của anh ta tại sao anh ta lôi nó vào chuyện của người lớn đến bây giờ cô mới thấy hổ thẹn a rồi con gái cô sẽ mang danh có một người mẹ ngoại tình đến hết đời chồng tôi cười gằn thốt ra từng chữ khiến tôi lạnh hết cả sống lưng trận đánh ghen tay bốn hôm ấy không hề có những lời mắng chửi thoá mạ nặng nề nhưng nó khiến tôi hoàn toàn suy sụp tôi không còn gặp lại người tình nữa vợ chồng anh ta có lẽ đã hạnh phúc trở lại nhưng vợ chồng tôi thì ly hôn con gái tôi thi thoảng vẫn hỏi rằng đêm đó tôi đến đấy để làm gì nó chưa thực sự hiểu hết những gì nó được chứng kiến nghe câu hỏi ngây thơ của con mà lòng tôi quặn đau giá như tôi chưa bao giờ phạm sai lầm tây trời ấy. Vâng. Một câu chuyện hôn nhân mà người phụ nữ đã chia sẻ lại vì mình mà gia đình đã tan nát, cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời nhận xét cho câu chuyện này. Tiếp theo, kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Con vừa ngủ được 5 phút, vợ đã vội kéo tay chồng ra phòng khách để thỏa mãn yêu đương đang ôm ấp nồng cháy, bỗng anh thốt lên một câu khiến tôi muốn đột quỵ. Tôi và anh đều đã trải qua một lần đỏ, mỗi người có một đứa con riêng, công việc của tôi lương chỉ được 10 triệu đồng, còn anh ấy thì được 20 triệu. Sau khi cưới nhau, mỗi tháng anh đưa tôi 5 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt cho bốn miệng ăn, số còn lại tôi phải bù vào cho đủ. Hàng ngày đi làm về tôi phải tất bật với chuyện cơm nước nhà cửa và chăm hai đứa con Còn anh ấy chẳng bao giờ phụ vợ việc gì Cứ làm về là sang đánh cờ với ông hàng xóm nhiều giờ liền Nhiều khi tôi mệt mỏi vô cùng Cảm giác như mình là người giúp việc không công vậy Từ ngày lấy chồng tôi bận suốt ngày Chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân Nhiều lúc thấy nản vô cùng Đã vậy tôi còn phải chăm đứa con riêng năm tuổi của chồng cháu nghịch ngợm vô cùng nên tôi mệt mỏi chán trường chỉ cố yêu thương chăm chút cho đúng bổn phận làm mẹ đêm hôm trước các con đã ngủ hết hai vợ chồng tôi rủ nhau ra phòng khách để thoải mái ân ái yêu đương đang lúc mận nồng ông xã nói là mấy hôm nữa sẽ đưa mẹ về sống cùng do đó chúng tôi phải biết giữ ý tứ đừng để lộ liễu bà cười cho lời chồng nói làm tôi muốn xỉu Lấy hết sức hất anh ra Rồi nói Tôi không phải là người giúp việc của gia đình anh Chăm sóc hai bố con anh tôi đã mệt nhoài Giờ còn phải chăm mẹ chồng bị liệt nữa Chịu sao nổi Chồng bảo Nhà có hai người con trai Vợ chồng chú út chăm suốt bốn năm nay rồi Anh là trai trưởng Thì cũng phải có trách nhiệm chứ Tôi nói Nếu đưa bà về Tôi sẽ chăm sóc những chồng phải đưa hết lương mỗi tháng cho vợ giữ trong cười khẩy Bảo đưa hết để rồi có ngày trắng tay ạ à. Sau đó anh ấy nói Cho dù tôi phản đối Thì anh vẫn đưa mẹ về nhà Và tôi có nghĩa vụ chăm sóc Nếu không làm được thì cuốn gói khỏi nhà Anh ấy sẽ tìm người đàn bà khác Cứ nghĩ đi bước nữa sẽ có chỗ nương tựa về già Nào ngờ lại biến mình thành ô xin cho nhà người ta Thật sự tôi muốn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này vì sợ rằng mình không đủ sức cáng đáng Khi bản thân cũng chẳng được coi trọng Nhưng đã lỡ một lần đỏ rồi Giờ nếu tan vỡ lần nữa Thì tôi cũng chẳng mặt mũi nào nhìn ai Mọi người bảo tôi Nên phải làm sao đây Vâng Hai câu chuyện Có hai hoàn cảnh khác nhau Và tôi cũng mong rằng Quý vị hãy đưa ra nhận xét Bình luận cho hai câu chuyện này Tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo xin chào tạm biệt